Hello, welcome các tình yêu đã quay trở lại với channel của mình. Và nếu ai chưa subscribe mình thì hãy subscribe luôn nhé. Bởi vì mình sẽ có những cái video chăm sóc da rất là hay ho dành cho mọi người đấy. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào một loại mụn, đấy chính là mụn ẩn. Sau bao nhiêu năm chữa lên chữa xuống, chữa hết thầy này đến thầy nọ thì cuối cùng mình đã đúc kết ra được một routine mà mình thấy là nó rất là hiệu quả trên cái nền da của mình. Và nói luôn, da mình là thuộc dạng da dầu nha. Đối với cái nền da dầu này thì mụn ẩn nó là một người bạn khá là thân thiết rồi. Thì đây cho các bạn xem hình mặt của mình. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là nhiều mụn ở hai bên má. Nói chung là nó phần giữa này thì rất là ít khi mọc mụn ẩn, nhưng mà hai cái bên má này cũng như là trên trán thì nó lại vô số và nó mọc theo từng đám, chứ không phải là như kiểu cái mụn mụn bọc và thỉnh thoảng nó mọc đâu. Và đối với cái mụn ẩn này thì nó sẽ có một cái đặc điểm mà khá là khó chịu, đấy chính là mặc dù mình có make up rất là đậm nhưng mà sẽ không bao giờ che được cái mụn ẩn đấy. Thậm chí càng make up đậm thì cái mụn ẩn này nó càng hiện rõ hơn ấy, hiện nguyên hình luôn ấy. Đấy, nên là những ai mà đang mụn ẩn thì mình rất hiểu nỗi lo của các bạn. Nguyên nhân của mụn ẩn ấy chính là sự tích tụ của dầu nhờn này, bụi bẩn này, nó làm bít tắc cái lỗ chân lông của mình. Sau đấy thì nó sẽ lên từng đám mụn một. Cái việc mà vệ sinh sạch sẽ cho da mặt ấy không phải là chúng ta sẽ dùng một cái khăn mặt thật to hoặc là cứ thế mình chà lên mặt. Đấy là vệ sinh sạch sẽ thì là không phải nha. Chúng ta sẽ phải có những cái món đồ skin care cũng như là treatment phù hợp để làm sạch da. Hoặc là có những bạn thì nghĩ là mình không bao giờ make up, mình không bao giờ trang điểm ấy thì mình không có dùng tẩy trang, thì cái điều này cũng là sai. Cái nguyên nhân thứ hai thì chính là các bạn sử dụng loại mỹ phẩm mà nó không phù hợp với làn da. Đấy, mình là một người làm về mỹ phẩm rất là nhiều, thỉnh thoảng mình test những cái loại kem mà nó bí quá, nó dày quá thì mặt mình nó cũng lên mụn. Đấy là chuyện hết sức bình thường. Biết nguyên nhân rồi thì chúng ta hãy tiến hành vào ngay việc diệt trừ cái con mụn này. Đầu tiên đấy chính là việc làm sạch da đúng cách. Nước tẩy trang là một bước siêu quan trọng đối với những cái làn da mà bị mụn. Như mình vừa nói ấy, thì không phải là các bạn make up thì các bạn mới dùng nước tẩy trang, mà bình thường không make up hay là chỉ sử dụng kem chống nắng không vẫn sử dụng nước tẩy trang bình thường. Đã là con gái rồi thì trong nhà lúc nào cũng phải có nước tẩy trang. Có thể là sáng đi làm về tẩy trang một lần, tối về tẩy trang một lần là chuyện hết sức bình thường luôn. Thì sẽ có hai cái loại tẩy trang mà mình thấy nó khá là ngon bổ rẻ, đấy chính là hai loại của nhà L'Oreal. Cái nước tẩy trang này thì mình cảm thấy là nó dùng sẽ thích hơn cái nắp màu hồng này một chút, nhưng mà cũng không sao cả, nếu các bạn đang sử dụng cái loại này thì nó cũng ok luôn. Loại này thì sẽ dành riêng cho những cái làn da dầu và làm sạch hiệu quả. Cái hay của cái chai này đấy chính là nếu mà các bạn đi làm, các bạn vẫn có thể sử dụng chỉ cần một bước nước tẩy trang này thôi và không cần phải rửa lại bằng nước cũng ok hết. Thì rất là phù hợp với bạn nào mà làm việc, phải làm việc văn phòng không có nước sạch để mà rửa mặt ấy, thì hãy tậu một chai này. Dòng tẩy trang cao cấp hơn thì các bạn có thể dùng của Bioderma nha. Thật ra là tẩy trang nào cũng được, miễn là nó phù hợp với làn da của các bạn là ok. Và nhớ cho mình là các bạn sẽ phải tẩy trang mỗi ngày nhé. Thứ hai chính là sữa rửa mặt. Và nếu các bạn đang sử dụng Gamafil hay là Cetaphil thì các bạn hãy dừng lại. Bởi vì hai loại này đối với mặt đang bị mụn ẩn thì nó, cái làm sạch của nó sẽ không tốt, giống như kiểu là nước lã táp lên trên da thôi ấy. Nếu mà được ấy thì các bạn hãy chuyển qua cái loại sữa rửa mặt của nhà COS. Đây là một cái loại sữa rửa mặt như là một thiên thần cứu cánh cho những cái làn da đang bị mụn ẩn ấy, bởi vì trong này có chứa BHA. Thì như mình đã có một cái video nói trực tiếp về em này rồi, thì em này chắc chắn sẽ gây đẩy mụn cho mọi người. Nhưng mà đẩy mụn thì nó là một cái dấu hiệu rất là tốt với mụn ẩn, đúng không? Mụn ẩn thì đang muốn nó trồi ra để có thể lấy được nhân thì nó mới hết được. Hơn nữa thì mọi người có thể sử dụng cái loại của CeraVe. CeraVe thì làm sạch tốt và không có đầy mụn nha. Và tiếp theo, một công cụ hỗ trợ đắc lực để làm sạch da mặt của các bạn hơn, đấy chính là máy rửa mặt. Thì đối với học sinh sinh viên, mình khuyên các bạn nên sử dụng cái loại của nhà Emmy by Happy Skin. Giá của nó hình như là chỉ có 800.000 thôi hay sao ấy. Đấy, rất là rẻ, phù hợp với lại túi tiền của các bạn. Chỉ cần là các bạn tiết kiệm một chút rồi các bạn mua cái máy rửa mặt thôi. Còn với những bạn mà đã đi làm rồi ấy, thì tốt nhất là nên mua cái dòng Foreo này. Bởi vì nó đắt, thì các bạn học sinh sinh viên mua thì nó hơi quá sức. Nó tầm 4-5 triệu gì đấy. Đấy, bản mình đang cầm là bản full. Bạn nào mà có điều kiện thì nên sử dụng cái bản này của Foreo. Ngoài cái chức năng mà nó rửa mặt thì nó sẽ giúp các bạn là massage. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đầu này không? Đấy, giúp các bạn massage nhé. Mụn ẩn thì thực sự rất là nên có một em ở trong nhà. Và chúng ta cũng không nên lạm dụng quá. Một tuần thì chúng ta sẽ sử dụng tầm 1 đến 2 lần thôi. Bạn nào mà make up nhiều thì có thể sử dụng nhiều hơn. Máy rửa mặt thì sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu hơn này, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa tốt hơn. Đó là về phần làm sạch. Cái tiếp theo, cái tối quan trọng nhất trong cái vấn đề mà hết mụn này chính là chúng ta phải treatment. Treatment ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta điều trị cho cái da mặt của mình nhé. Điều quan trọng nhất
chính là tẩy tế bào chết. Và tẩy tế bào chết thì đối với da mặt không sử dụng tẩy tế bào chết vật lý nha mọi người, không sử dụng nha. Chúng ta nên sử dụng tẩy tế bào chết hóa học. Và tẩy tế bào chết hóa học thì nó sẽ có AHA và BHA. AHA thì sẽ làm sạch tế bào chết ở trên bề mặt da, còn BHA thì sẽ làm sạch sâu ở dưới lỗ chân lông. Thì BHA sẽ là một cái lựa chọn phù hợp trong cái trường hợp này. BHA thì sẽ có hai loại mà mình đã dùng và cảm thấy khá là ok. Đầu tiên đấy chính là BHA của nhà COS. Thật ra là cái loại này thì sẽ phù hợp đối với những bạn nào mà đang mới sử dụng BHA, các bạn chưa quen với những cái BHA nồng độ cao, thì đây sẽ là một lựa chọn khá là sáng suốt cho các bạn đấy. Thật ra là cái này thì tác dụng của nó chậm và nó đẩy mụn ấy thì cũng không có nhiều, bởi vì nó khá là nhẹ. Nhưng mà các bạn đang tập tành thì nên sử dụng cái nồng độ thấp thôi, sau đấy thì mình sẽ lên cao hơn, nó sẽ an toàn cho da của mọi người nhá. Tiếp theo, khi các bạn sử dụng quen rồi thì các bạn có thể nâng cấp lên BHA của nhà Obagi. Obagi này thì khỏi phải nói rồi, nó cũng hơi đắt một chút nhưng mà nó sắt ra miếng. Và các bạn đang không biết là nếu mà mình có hợp với BHA hay không ấy, thì có thể là mua một cái lọ chất nhỏ trước sử dụng xem có kích ứng gì không. Nếu mà không kích ứng gì thì xúc luôn chai to cho mình ha. Cái loại BHA này thì mình dùng khoảng tầm 1 đến 2 tuần nó sẽ bắt đầu với tình trạng mà đẩy mụn. Những cái con mụn ẩn, những cái đám mụn ẩn này, đấy nó sẽ lên cái đầu. Nó lên cái đầu thì mình chỉ cần bóp một cái thôi là nó ra. Hoặc là các bạn đi nặn mụn nha, bị mụn ẩn chắc chắn phải dùng BHA. BHA thì cũng không lạm dụng, không phải là ngày nào chúng ta cũng lôi BHA ra chúng ta chát lên mặt đâu nhá, toàn hết cả mặt đấy. Cái này mình sẽ chỉ sử dụng 2 đến 3 lần một tuần thôi. Mặt của mình nó bị mụn khá là nhiều và chân rất là sâu thì mình còn phải sử dụng một cái hoạt chất khá là mạnh, đấy chính là tretinoin. Mình sử dụng tretinoin của Obagi luôn. Ra cái lọ này là 2 triệu hay 3 triệu thì đấy, khá là mắc đó. Thì ở dạo này mình thấy mọi người đang rất là trend sử dụng cái tretinoin của Ấn. Tre này rất là mạnh và nó rất là khô luôn ấy. Nếu các bạn không có chăm được thì các bạn không nên sử dụng tre này. Khô kinh khủng khiếp luôn và nó bong chóc da rất là nhiều. Và thậm chí có một số bạn khi mà dùng cái này các bạn còn bị bỏng da nữa. Cho nên là cái tretinoin Ấn thì tốt nhất là các bạn nên sử dụng theo sự kê đơn của bác sĩ nhé. Và trước khi mà sử dụng tretinoin thì hãy chắc chắn là các bạn hiểu rõ về hóa chất này. Chắc chắn là nó sẽ rất mạnh và không thể lạm dụng được. Tretinoin thì chúng ta sẽ không sử dụng giống như một loại mỹ phẩm, mà chúng ta sử dụng không quá 6 tháng. Còn cái tre này của Obagi thì nó sẽ có thêm một số những cái hoạt chất dưỡng nữa, nên là cái tỷ lệ bong chóc nó cũng sẽ không nhiều như loại Ấn. Obagi thì nó sẽ có cả tre 0.025% thì phải. Thì nếu mà các bạn sợ thì nên sử dụng cái loại, cái hoạt chất 0.025, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Dùng thì tất nhiên là nó sẽ bị khô, nó sẽ đẩy mụn ban đầu, nhưng mà sau khoảng tầm 3 tuần là nó sẽ hết cái hiện tượng bong chóc. Bởi vì mình biết chăm da và mình biết cung cấp đủ độ ẩm cho cái dàn làn da của mình thì nó hoàn toàn không có cái vấn đề gì hết. Và mình thì mình chỉ sử dụng một lần trên tuần thôi. Còn khi nào mà nó nhiều quá đi thì mình mới sử dụng maximum là 2 lần trên tuần, chứ không phải ngày nào mình cũng bôi đâu mọi người. Cái này thì đúng theo cái tiêu chuẩn là less is more, có nghĩa là càng ít thì lại càng tốt. Và cái lượng mà chúng ta bôi nó rất là ít thôi nhé, bôi toàn mặt nhưng mà chỉ bôi một lượng rất là nhỏ thôi. Đấy, tầm này, dàn đều cho cả mặt, chỗ nào mà có nhiều mụn ẩn hơn thì chúng ta bôi ở đó nhiều hơn nha. Thật ra là cái mùi này nó rất là khiếp mọi người ạ. Không phải là khiếp mà nó hơi khăm khắm. Mùi kinh lắm. Cái này nha, bạn nào mà kiểu dạn da ấy, mà có điều kiện nhá, bôi ở chỗ dạn da rất là tốt luôn. Bởi vì cái này ngoài cái tác dụng mà hỗ trợ trị mụn, nó còn giảm lão hóa da và tăng sinh collagen nhé. Thì trong cái thời điểm này ấy, nếu các bạn hỏi mình là mình có sử dụng Cleansing MS hay không, hay là mình có sử dụng Deep Green hay không ấy, thì mình không dùng nha. Mình không có dùng bởi vì là hai cái loại này thì nó đã là cái treatment cho mình rồi, thì mình không cần phải sử dụng thêm nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn vẫn muốn dùng thêm thì các bạn có thể sử dụng, đầu tiên đấy chính là Mega Duo và hoặc là The Marfort. Đấy là hai cái hoạt chất khá là nhẹ nhàng, chứ còn không nên sử dụng những cái hoạt chất quá mạnh trong cái thời điểm này. Bởi vì nếu các bạn đã dùng tre rồi thì dùng thêm những cái khác kiểu adapalene hay là cái gì thì nó không cần thiết ha. Và khi các bạn treatment bằng BHA và tretinoin thì da dầu cũng thành khô, có nghĩa là nó sẽ bong chóc, và bong chóc rất nhiều ở cánh mũi và hai cái bên mép này. Nhưng mà bởi vì ngay từ đầu ấy mình đã không lạm dụng treatment, có nghĩa là mình sử dụng tần suất khá là ít, nên là cái tình trạng bong da nó cũng không quá nhiều và đẩy mụn nó không bị ồ ạt. Thì mình chỉ sử dụng cái của nhà L'Oreal này thôi. Đây là cái dưỡng ẩm Hyaluronic Acid. Thực sự đây là một cái dưỡng ẩm mà nó giá quá là hợp sinh nhưng mà quá xịn luôn đó mọi người. Dùng rất là xịn, mình chỉ cần sử dụng hai cái em này thôi, da mình nó không bong chóc nha mọi người.
Nếu mà da của các bạn khô hơn thì các bạn có thể thay đổi một chút là các bạn sẽ sử dụng serum của nhà Medifa đấy, và sử dụng kem dưỡng của SVR. Cái thời điểm bị mụn ẩn ấy thì các bạn cũng đừng quá là tham là da tao nó khô quá, tao phải dùng A, dùng B, dùng C, dùng D, các bạn chát hết lên mặt thì da của các bạn nó sẽ càng bí và các bạn sẽ càng lên mụn ẩn nhiều hơn. Và khi treatment thì tất nhiên là kem chống nắng là một thứ mà không thể thiếu rồi. Thiếu là chết, thiếu là sẽ bị nám da đó mọi người. Quang phổ rộng là một cái điều kiện thiết yếu khi mà các bạn đang treatment. Giá học sinh sinh viên thì sẽ có hai loại, đấy chính là Banobagi và Okame, là hai cái loại chống nắng ổn áp, hoàn toàn không có gây bí da hay gì cả, mà nó dưỡng ẩm nhiều. Nghĩa là các bạn có bị khô da, các bạn bôi cái này lên thì nó cũng không bị kiểu lấm tấm kiểu nó khô xong rồi nó chóc da ấy, thì không có nha. Hoặc là các bạn có thể sử dụng kem chống nắng của Fictima. Đối với những bạn mà nền da quá dầu thì các bạn sử dụng Fictima rất là tốt luôn. Nó không có bị bóng dầu hay là nó không làm da các bạn nó bị đổ dầu, và cao cấp hơn tất cả mọi thứ thì sử dụng kem chống nắng của Image. Kem chống nắng của nhà Image triệu mấy một chai nhưng mà đắt thì sắt ra miếng. Và đây là routine của mình dành cho các bạn. Đầu tiên buổi sáng thì các bạn hãy rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó thì các bạn sử dụng serum. Nếu mà muốn dùng thêm The Mark Fort hay Mega Duo thì các bạn hãy sử dụng ngay sau cái bước sử dụng serum nhé. Và sau đó thì các bạn sẽ sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng sử dụng hai đốt ngón tay nha, bôi toàn mặt và sau đó che chắn bình thường. Buổi tối thì chúng ta sẽ tẩy trang này, sữa rửa mặt. Các bạn sử dụng treatment ở đây chính là hai cái AHA với lại retinoid đấy. Đấy. Tiếp theo các bạn sử dụng serum và các bạn sử dụng dưỡng ẩm. Thứ hai và thứ sáu các bạn sử dụng AHA, còn thứ tư thì các bạn sẽ sử dụng retinoid nha. Còn máy rửa mặt thì các bạn có thể áp vào hôm nào cũng được, nhưng mà sử dụng không quá 3 lần trên tuần ha. Thì hy vọng là các bạn tham khảo được một chút gì đấy để giúp mặt của các bạn nó láng hơn. Nếu các bạn muốn mình làm thêm về chủ đề gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới thì mình sẽ tổng hợp lại và làm video cho các bạn nhé. Đừng quên subscribe mình. Ok, thì mình sẽ tạm biệt các bạn ở đây và hy vọng các bạn luôn. Bây giờ thì bye bye, mình cũng bye bye.